Van Dijk và huấn luyện viên Koeman chỉ trích trọng tài hủy hoại bóng đá sau bán kết Euro 2024. Sau thất bại 1-2 trước Anh tại bán kết Euro 2024, huấn luyện viên Ronald Koeman và đội trưởng Virgil van Dijk của tuyển Hà Lan đã lên tiếng chỉ trích pha thổi phạt đền của trọng tài. Tuyển Hà Lan bất mãn với quyết định thổi phạt đền của trọng tài Felix Dreyer, ảnh Reuters phút 16 trong trận bán kết Euro 2024 giữa tuyển Anh và Hà Lan. Bukayo Saka, Anh, có pha đột phá và dứt điểm khiến bóng lập bập trong vòng cấm Hà Lan. Hậu vệ Daniel Dumfries, Hà Lan, đã có pha chơi bóng cao chân để truy cản cú sút của tiền đạo tuyển Anh Harry Kane. Trọng tài Felix Dreyer sau đó đã cho phát bóng lên. Chỉ ít phút sau, ông nhận tín hiệu từ phòng VAR, quyết định đến khu vực kỹ thuật xem lại tình huống. Trọng tài người Đức sau đó đã có pha bẻ còi, cho tuyển Anh được hưởng phạt đền. Harry Kane thực hiện thành công và gỡ hòa 1-1, mở đầu cho màn lội ngược dòng của Tam Sư. Quyết định thổi phạt đền này lập tức gây ra nhiều tranh cãi. Sau trận đấu, huấn luyện viên Ronald Koeman đã thẳng thắn tuyên bố những quyết định của VAR đã hủy hoại bóng đá. Là hậu vệ thì bạn sẽ làm gì trong tình huống như vậy? Đây không thể nào là quả penalty. Dumfries đã cố gắng chặn cú sút. Hai chiếc giày sau đó va vào nhau. Những quyết định của VAR đã hủy hoại bóng đá. Huấn luyện viên Koeman chia sẻ. Mặt khác, chiến lược gia người Hà Lan cho rằng chiến thắng của tuyển Anh không thuyết phục. Tuyển Anh xứng đáng thắng không? Chỉ hiệp 1 thôi. Hiệp 2 thì không. Trong hiệp 2, mọi thứ là 50-50. Hàng tiền vệ của chúng tôi chỉ gặp khó trước tuyến giữa gồm Bellingham và Foden của họ trong hiệp 1. Khoảng 20-25 phút cuối trận, Hà Lan còn chơi tốt hơn Anh. Nhưng họ lại có bàn thắng muộn và giành chiến thắng. Đó là bóng đá, ông Ronald Koeman nhận định. Huấn luyện viên Ronald Koeman không phục với thất bại trước tuyển Anh tại bán kết Euro 2024, ảnh Reuters ngoài ra. Đội trưởng Van Dijk của cơn lốc màu da cam cũng không hài lòng với những quyết định của trọng tài. Trọng tài bỏ đi vào đường hầm ngay khi trận đấu kết thúc. Bạn hiểu chuyện gì xảy ra ngày hôm nay rồi đó. Trung vệ của Liverpool nói. Van Dijk ngụ ý rằng trọng tài Felix Dreyer sợ bị huấn luyện viên và cầu thủ gây sức ép vì quyết định sai lầm của mình nên đã nhanh chóng trốn đi. Dù vậy, Hà Lan vẫn phải dừng chân ở bán kết. Tại Euro 2024, cơn lốc màu da cam thắng 3, hòa 1 và thua 2. Họ ghi được 10 bàn, để thủng lưới 7 bàn. Cody Gakpo là ngôi sao sáng nhất của Hà Lan tại Euro lần này, anh ghi 3 bàn và có một kiến tạo. Mời bạn đọc theo dõi những thông tin nóng nhất, lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng Euro 2024 của tuổi trẻ online tại đây.